Từ trước Tết Nguyên đán 2023 đến nay, tình hình tiêu thụ cam sành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long luôn gặp khó khăn. Giá cam liên tục giảm, thương lái thu mua cam xô tại vườn từ 1.000 đến 6.000 đồng một ký. Để hỗ trợ người nông dân tiêu thụ cam sành, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các địa phương chỉ đạo Ban quản lý các chợ hạng 1, 2 chuẩn bị các điểm kinh doanh miễn phí, đồng thời tăng cường tiêu thụ cam tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh hỗ trợ kết nối cho các hệ thống phân phối cửa hàng tiện lợi và làm cầu nối gửi danh sách các hợp tác xã giữa cam sành gửi đến các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội để hỗ trợ nông dân trong việc tiêu thụ. Bên cạnh đó, sẽ phát hành công văn gửi đến Sở Công Thương một số tỉnh thành đề nghị hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Vĩnh Long. Hiện diện tích cam sành trên toàn tỉnh phát triển gần 20.000 ha, trong đó diện tích đang cho trái khoảng 5.000 ha, tập trung tại các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn.